là cái tin của trên Internet của USMG OneMail Yahoo.com cho biết rằng người Mỹ bây giờ người ta bắt đầu tiết lộ ra những cái bí mật thời chiến tranh Việt Nam để cho thấy rằng thằng Việt Nam Cộng sản chả là cái gì cả, chả có chiến thắng đế hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới gì cả. Bây giờ người ta qua con đường Internet, người ta tiết lộ ra những cái tin động trời. Mà cái tin động trời ngày hôm nay tôi muốn đem vào bản tổng hợp tin tức này là cái tin rằng Cộng sản Bắc Việt đã đầu hàng Mỹ năm 1973. Và cái bản tin trên Internet có tựa đề là The North Vietnamese Surrender. Và nước Mỹ đã ém nhiệm cái điện tín đầu hàng đó cho đến ngày hôm nay. Và tặng không cho thằng Việt Nam Cộng sản cái chiến thắng 1973. Nhưng mà cái tặng không đó, thằng Việt Nam Cộng sản với sự thúc đẩy của Đế quốc Liên Xô vào cái lúc vẫy vùng sự sắp chết, đưa hết vũ khí nặng nhẹ nhất, xe tăng thiết giáp tàu bò xăng nước cho Việt Nam Cộng sản, đánh úp Sài Gòn, vượt qua những cái thỏa thuận với Mỹ và tàu về cái vụ chấm dứt chiến tranh Việt Nam, làm cho cả Mỹ lẫn tàu bị chới với. Thì bây giờ là cái lúc Việt Nam Cộng sản muốn hòa hợp, hòa giải với cựu thù Mỹ. Người ta sẵn sàng công bố những cái tin mật ra. Một trong những cái tin mật mà người ta công bố một cách bán chính thức trên Internet là Cộng sản Bắc Việt tuyên bố đầu hàng. Tức là sau cái trận ném bom mà Việt Nam Cộng sản, nó gọi là Điện Biên Phủ trên không. Cái năm đó khi mà theo dõi hòa đàm Paris, là tôi biết rằng sau cái trận ném bom mà Mỹ nó gọi là Christmas Massacre, cuộc tàn sát ngày lễ Giáng sinh, thì Phạm Văn Đồng, phái đoàn của Việt Cộng từ Hà Nội sang Paris để mà ký hòa đàm, hiệp ước hòa đàm chấm dứt đình chiến Paris, vừa đi vừa khóc. Tôi bảo ủa, cái gì làm cho nó khóc? Hóa ra là nó đi là điều hạ đầu hàng cho nên nó khóc. Nhưng mà Mỹ đã rất là mánh lới là không công bố cái sự đầu hàng đó, để giữ mặt cho nó, để cho nó ngoan ngoãn làm tay sai cho thằng tàu. Mà chẳng may nó lại không ngoan ngoãn làm tay sai thằng tàu, nó lại làm tay sai cho thằng Nga, thằng Liên Xô, cho nên tàu mới phải đánh sang biên giới dạy cho nó bài học. Bây giờ cái bản tin này này, tôi đọc như thế này: thời chiến tranh Việt Nam, Tổng Tư lệnh Lực lượng Đồng minh William Westmoreland, tướng 4 sao, thường than phiền với báo chí. Ông được lệnh tác chiến nhưng không được chiến thắng. Đồng thời tiếp liệu và trợ lực cho quân đội bạn là Việt Nam Cộng Hòa bị hạn chế. Đánh giặc kiểu gì lạ thường? Dấu hỏi. Dưới đây là câu trả lời. Kính mời quý vị và các bạn xem YouTube sau đây vừa được giải mã. Tức là vừa mình chấm dứt cái thời gian ém nhiệm. Đây là cái bản tin Cộng sản Bắc Việt đầu hàng, được dịch ra tiếng Việt như thế này: những tài liệu bất ngờ cùng nhân chứng cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ cho biết sau năm 1968, Cộng sản Bắc Việt đã bị kiệt quệ nhân sự vì hầu hết các lực lượng chính quy của chủ lực quân Cộng sản Bắc Việt đã bị Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt. Vào năm 1972, máy bay B-52 đã san bằng Bắc Việt, đưa tới sự việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện thư đầu hàng vô điều kiện tới phòng truyền tin của Hoa Kỳ. Bức điện thư đầu hàng của Cộng sản Bắc Việt đã được phòng truyền tin gửi về Ngũ Giác Đài. Thay vì tuyên bố cho thế giới biết về sự việc Cộng sản Bắc Việt đã đầu hàng, CIA đã đưa về nước 79 nhân viên phòng truyền tin Hoa Kỳ
và thay đổi hoàn toàn nhân viên mới. Điện thư đầu hàng đã được ém lại. Tức là sau khi ém cái tin nó đi thì 79 nhân viên của cái phòng truyền tin một cái dính líu đó, ngày nào được biết hơi hướm về là bị đổi đi hết và được ra lệnh là phải giữ bí mật cho đến khi nào người Mỹ công bố mới được tiết lộ. Cái bản tin này tôi chờ đợi đã 35 năm này. Và bây giờ các bạn tôi có công bố cái, các bạn lên YouTube sẽ thấy được cái bản tin này. Và trên YouTube còn tiết lộ thêm về việc Kissinger và Lê Đức Thọ rồi Chu Ân Lai đã thỏa thuận như thế nào về vấn đề mà bán đứng miền Nam Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa đã bị Mỹ bức tử, hy sinh để cho Mỹ thực hiện cái chiến lược toàn cầu làm sụp đổ đế quốc Liên Xô với sự đồng lõa của Trung Cộng. Và không lấy gì làm lạ là những người tù binh Mỹ được chuộc lại với cái giá hy sinh của Việt Nam Cộng Hòa. Như ông John McCain, vì mặc cảm tội lỗi, ông đã phải vận động Quốc hội Mỹ đưa ra cái chương trình bắt thằng Việt Cộng nó phải trả tù cải tạo và đưa tù cải tạo sang Mỹ qua chương trình HO. Đấy là người Mỹ, những người Mỹ trong cuộc người ta được hưởng cái sự hy sinh của Việt Nam Cộng Hòa. Người ta đã đền ơn lại, chuộc tội lại bằng những cái chương trình nhân đạo sau đó. Và với điều kiện là từ năm đó, Henry Kissinger đã thỏa thuận với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai rằng chấp nhận sống chung với Cộng sản, kể cả Đông Dương Cộng sản cũng được, miễn là làm sụp đổ Liên Xô và trả tù binh Mỹ lại để nước Mỹ chuộc tội với dân tộc Mỹ với cái những cái tiết lộ này. Tôi nghĩ rằng còn nhiều những cái bí mật sẽ được tiết lộ nữa. Thì thằng Việt Giang Cộng sản chỉ nên gục mặt xuống và chịu tội với quốc dân Việt Nam. Đừng có ở đó mà ông đánh thắng hai đế quốc Mỹ, rồi đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cái thân phận tay sai, đánh giặc thuê của các người, càng ngày nó càng lộ ra. Thời buổi thông tin này, không có cái gì có thể giấu được đâu. Trước sau thì cũng lộ ra thôi. Không bên này nó lộ ra thì bên kia nó cũng lộ ra. Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Đã làm rồi thì trước sau người ta cũng biết. Thành với những cái sự tiết lộ này ấy, thì tôi nghĩ rằng thằng Việt Cộng không có được chạy rồi. Kể cả tàu lẫn Mỹ. Lúc nào cũng sẵn sàng tung tiết lộ những cái bí mật này. Tàu thì đã tiết lộ rồi. Bây giờ đến phiên Mỹ người ta tiết lộ ra. Ấy là chưa kể rằng thì người Mỹ. I also received some information recently in my tours and lectures and what have you. I did a TV show in Long Beach, California. One of the gentlemen involved in the show was in the U.S. Army at one time. He told me that in the spring of 1973, we had bombed all of the North Vietnamese supply lines. We had mined their harbors. They were cut off, and one of his associates was in the communication room in Saigon, and this is, of course, a classified job, and when he was in this room, he received this message from the North Vietnamese: we surrender unconditionally. He passed it on to his superiors, and all Army personnel were immediately ushered out and replaced by State Department personnel. It was shortly thereafter that Kissinger met with the North Vietnamese officials in Paris, France. Why do these things happen? Why do these things happen? Why do these things happen? But ending the conflict is not so simple as just calling it off and coming home, because the price for that kind of peace
could be 1,000 years of darkness for generations yet unborn. But ending the conflict is not so simple as just calling it off and coming home, because the price for that kind of peace could be 1,000 years of darkness for generations yet unborn.